Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary nhắc lại, vào tháng 11 năm 2022, EU đã bắt đầu quyết định đào tạo quân nhân Ukraine tại các quốc gia thành viên, với Ba Lan đóng vai trò dẫn đầu trong nhiệm vụ này. Chương trình này có tên là Phái bộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Siriyato lưu ý rằng, Hungary không tham gia vào nhiệm vụ này và không cung cấp binh lính cũng như nguồn tài chính cho Ukraine. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Hungary khẳng định sẽ không có hoạt động huấn luyện quân sự nào được tiến hành trên lãnh thổ Hungary. Theo Bộ trưởng Hungary, đề xuất gửi cố vấn quân sự đến Ukraine để phối hợp tốt hơn viện trợ quân sự của EU trong chương trình này rất nguy hiểm và có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ leo thang chiến tranh trong khu vực. Sau đó, Hungary tuyên bố không ủng hộ đề xuất này và đã thông báo cho cơ quan chính sách đối ngoại của EU tại Brussels.